thắng thuyết phục Juventus, Inter Milan vào chung kết cúp quốc gia Italia. Inter Milan giành chiến thắng 1-0 trước Juventus trong trận bán kết lượt về để tiến bước vào chung kết cúp quốc gia Italia. Ở trận bán kết lượt đi cúp quốc gia Italia, Juventus chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Inter Milan dù có ưu thế sân nhà. Do đó, cuộc tái đấu tại thành Milan được dự đoán sẽ diễn ra đầy cam go với bà đầm già. Dù nhập cuộc khá tốt nhưng Juventus lại bất ngờ phải nhận bàn thua sớm. Phút thứ 14, đón đường chọc khe của Nicolò Barella, Federico Di Marco phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có bàn thắng dẫn trước, Inter Milan chủ động giảm nhịp độ trận đấu và nhường thế trận cho Juventus. Dù cầm bóng nhiều hơn song đội khách triển khai tấn công hoàn toàn bế tắc trong phần còn lại của hiệp 1, hai đội bước vào giờ nghỉ với một bàn dẫn trước dành cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng tràn sang phần sân của Inter Milan nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong ngày Di Maria, Chiesa cùng các cầu thủ tấn công chơi dưới phong độ, Juventus không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự trước khung thành của thủ môn Onana. Ngược lại, Inter Milan tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công. Nếu may mắn hơn, Edin Dzeko hay Lautaro Martinez đã có thể điền tên lên bảng tỷ số. Chung cuộc, Inter Milan giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt về và đánh bại Juventus với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch cúp quốc gia Italia. Ở trận chung kết, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Fiorentina và Cremonese.